kênh của mình. Thì các bạn ơi, thì hiện nay tình hình dịch Covid diễn biến đang diễn biến rất là phức tạp. Thì trong thời gian này thì mọi người đang nên tự có ý thức và trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe. Thì hiện nay thì các trường học và các cơ quan thì cũng đang tạm dừng hoạt động, thì mọi người đang hạn chế tiếp xúc với nhau, rồi tránh đi chỗ đông người. Thì cho nên là mình cũng vì lý do đó cũng không đi đâu đó là để quay clip cho mọi người xem. Thì hôm nay loanh quanh một quần ở quanh nhà thì có mọi người để ý rồi. Sau mình nhận có một cái cửa ông mật ở nhà. Thì nay cũng đầu tháng 4 ấy, thì là cũng có thời gian mà mình thu hoạch mật. Đây mọi người quan sát biểu hiện đàn ông mà có các cái ông thợ đầu tư ra ngoài ra vào ra vào. Thì với lại khoảng thời gian mà tháng 3 đến tháng 5 thì mọi người theo dõi nhưng mà nó biểu hiện như này là còn lấy được rồi này. Do là mình cũng chưa chuyên nghiệp lắm để lấy mật đấy, với cũng không có đồ bảo hộ che mắt thứ, nên là lúc trời sáng này thì mình không lấy mật được, tại vì ong nó sẽ bay ra ngoài như thế, cho nên là mình phải đợi trời tối đó là mình sẽ mới tiến hành lấy, thì khi đấy thì ong nó mới không bay tung tóe ra ngoài mọi người ạ. Rồi, ok thì tạm thời em hẹn gặp lại các bác. Đây mọi người ơi, thì đây là thành quả mà tối qua tôi cố gắng tôi lấy mật ong tại nhà. Thì hôm nay với cái thành quả này thì tôi sẽ cất cái mật ong này đi vào trong chai này, để gọi là có việc gì cần dùng thì sau này mình sẽ lấy ra mình dùng. Có rất nhiều bài thuốc được làm từ mật ong mọi người nhé. Mọi người tìm hiểu trên mạng sẽ thấy rất là nhiều bài thuốc. Mất toàn bộ thành quả thì tôi đã gỡ tách ra, bên này thì là cái con nhộng của nó. Thì do là tổ ong đầu mùa nên là cũng hơi ít mật mọi người nhé. Từ cái này thì tôi sẽ dùng rang lên ăn, rất là ngon luôn mọi người nhé, cái phần nhộng của nó. Thì tôi sẽ dùng cái phễu này để tôi cho mật vào trong này. Nhưng mà nhìn thấy món này cực kỳ thèm luôn, chắc tôi phải ăn thử xem nó như thế nào. Thèm quá rồi ạ. Đây, đây tôi cắt thử xem. Tối qua thì tôi cũng quá trình lấy thì tôi cũng quay phim lại để rồi, nhưng mà kiểu như mình không lấy không chuyên nghiệp lắm, với lại nó nhiều con ong nó bay ra ngoài nên là lúc mình quay phim nó thời kiểu nó trời tối nhưng mà mình máy quay nó sáng ấy, con ong nó bay ra ngoài nên là tôi phải tắt máy quay, tôi không quay nữa. Thì cũng có một số hình ảnh đấy nhưng mà cũng không được chi tiết. Thì tôi chỉ ghi lại kết quả là tôi sẽ làm miếng cho đỡ thèm này. Ngon quá mọi người, nhìn cái miếng mật ong ngon rồi, toàn mật rồi. Em mời tất cả mọi người nhé. Rồi, xin phép mọi người thử trước đã cho nó đỡ thèm, đẹp quá. Ngon lắm mọi người, kỳ ngọt luôn. Ủa, ngọt quá. Khả năng mình chắc chỉ ăn được một mỗi ít thôi. Phê mọi người, cắt cảm giác cắt khi mật ong phê lắm. Ngon lắm. Như thế này. Ồ, toàn nước này. Ồ rồi. Phê lắm mọi người. Mật ong bây giờ là hết một cái bàn. Chắc tôi cho để vào trong chai luôn.
Đây nó dính mất sáp đẹp. Ôi rồi nhìn nào, tự giỏ xuống luôn, phê lắm, ngọt lắm. Đây. Chất mọi người nhìn nào, toàn mật ong luôn. Ăn thử miếng nữa. Cảm ơn tôi chắc sẽ ăn được thế rồi. Ngọt quá. Bắn bật luôn. Phê chưa? Nhất tận đây. Đây. Cho luôn tất cả, cả mật cả sáp. Ngon lắm. Giờ cây đũa để đọc. Cực kỳ ngọt luôn. Rồi cắt thêm cái miếng to này nữa. Đây. Miếng này thèm quá, phải làm thêm miếng nữa. Đây, cắt này. Rồi, toàn mất luôn. Đầy luôn cái tím mật đầy luôn. Rồi, mời mọi người nha. Ồ, chắc phải ăn miếng đấy là cuối cùng rồi. Ngọt quá. Không ăn được nữa. Rồi, cất cái mật ong này đi. Cơm mất. Tôi thấy họ bán ở ngoài thì họ hay vắt lấy cái nước mật ong thôi mọi người ạ, không để cả sáp như tôi. Nhưng mà tôi thì tôi cũng để dùng rồi, hoặc là để ăn thôi ấy. Để làm thuốc thôi nên là cũng thôi để cả sáp. Ơi. Để cả sáp thì cả sao ạ? Vì sáp nó cũng toàn ở trong ấy mà mọi người. Cũng không đáng kể đâu ở đây này. Mình ví dụ mọi người một miếng nước này mình bóp ra một tí. Sáp nó một tí. Này đây thành quả của mình ngày hôm nay đây mọi người nhá, những cái giọt mật cuối cùng nhá. Tôi làm ăn nữa ngọt quá. Đây đó là đầu mùa đây, nào còn mới được thành mật này đó. Giờ tháng 3 thì nó ít mật mọi người ạ, đến mùa tháng 5 nữa là bắt đầu rất nhiều mật. Còn món rộng đây, tôi đã rang lên rồi. Để ăn chỉ cần rang như thế này và ăn thôi mọi người nhé, không cần cho cái gì cả. Mình rang rang lên nó tầm đấy là được, mình thấy đâu thế là được.
có món ngon, nhộng nó thì là ăn luôn, còn mật nó thì cất đi làm thuốc hoặc là để dùng sau này mình có việc gì mình ăn mình lấy ra mình dùng. Ok rồi, chắc tôi xin tạm dừng clip ở đây. Thì lần sau mà có dịp lấy mật ong thì tôi sẽ cố gắng tôi ghi lại hình ảnh để cho mọi người cùng biết cách lấy như thế nào nhé mọi người nhé.